Rồi, hello, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì tôi cầm gian mặc định làm clip cho mọi người coi nha. Nói thế thôi chứ nick này tôi không có skin nào hết nên tôi bắt buộc phải chơi gian mặc định nhé mọi người. Rồi, đó, hôm nay thì tôi có thử thu âm bằng cái mic mới, anh em nghe thấy có ổn không? Họ nghe ổn thì bình luận dưới cho tôi biết nhé mọi người. Đó, thì như xưa tôi có lần tôi bình luận thử rồi nhưng mà cảm giác nó cứ sao ấy là tôi không có bình luận bằng cái mic này. Nên là nay tôi thử bình luận mic này xem anh em nghe ổn không nha. Đó, nếu mà anh em thấy được thì tôi sẽ bình luận mic này nha. Còn không á thì tôi sẽ bình luận chay bình thường thôi. Rồi, bây giờ thì ăn lẹ ăn quái rồi qua farm. Ôi trời ơi, nó cướp mất con blue của tôi rồi. Trời ơi, nãy SD mình vào check sai thế mà vẫn không thấy được nó à. Chắc là thằng Zip nó nấp cái lùm hiểm quá mà. Rồi, thôi nói chung là lỡ mất bùa rồi thì cũng chịu thôi mọi người. Bây giờ thì tôi tranh thủ tôi về farm thôi. Đó, nãy ra hit một xíu kinh nghiệm với mid thì chắc khả năng là tôi sẽ lên cấp 4 nhé mọi người. Đó, ăn hai quá lên cấp 4 không? À rồi, ok, nói chung là đủ cấp 4 rồi. Rồi, nói chung là chỉ mất con bùa thì anh em sẽ bị thọt một cấp thôi. Nhưng mà hên là tôi ra tôi hưởng lính với mid á nên là cấp không bị thọt nha. Rồi, còn bây giờ thì nấp lùm bắt con rác thôi, còn gì nữa. Đây nè nè, nó nè. Ui, rác cao quá, để tôi nấp lùm trên đi mọi người. Nấp lùm này đi hợp lý hơn đấy. Rồi, đây nào, đấy, đợi thằng rác nó farm lính xong rồi nó sẽ đi qua đây và tôi sẽ bật chiêu lên, tôi combo nó. Trời ơi, đúng kịch bản luôn. À đây nè, nó nè. Rồi, ulti lên, chém thường, rồi chém, đánh thường, chưa một, chưa hai. Ui, chậm rồi, ăn được không? Ui, thôi xong rồi, pha này rác nó đấm mình phát rồi, thôi, đổi mạng rồi. Ui, chạy đông, ừ, hay quá, hay. Ừ, rồi, xong quá, hay quá. AD lên cover kịp cho mid bình á, quá là cả hai chết thì hơi lỗ. Rồi, không sao nhá. Em tôi vẫn huề mạng nha. Rồi bây giờ thì tranh thủ chạy đâu, gấu nó hết chiêu lướt rồi kìa, bay vô đấm nó đi, đấm được không, đánh được không, ăn được nó không. Ui không đủ đam rồi, trời ơi, tem bạn hên mà tem mình cũng hên, nói chung là rồi hơi xui thôi. Đó, bây giờ thì khả năng là thằng Murat tôi vừa mới thấy để ý nó trong nó ăn con bùa mít nhá. Đấy, tôi sẽ tranh thủ tôi qua tôi check con tà hần nha, nếu mà không có nó thì tôi sẽ bình ăn con tà hần luôn nhá mọi người. Bây giờ thì cứ ăn con quái nhỏ này trước đã. Đó, tem tôi thì đang chuẩn bị có khả năng combat ở bùa trên kìa. Rồi, từ nha, tôi check con tà hần nhẹ cái này. À, nó ăn này, giật về. Rồi, ok, nói chung là gấu thấp thôi nha, thằng rừng đang ở bên tà hần đấy, đừng đánh nhau cao. Ui, ông gấu ơi. Ừ, lui đi, đó, bây giờ thì tôi đã lộ sai của thằng rừng đó rồi thì thẳng tiến vào ăn con rồng thôi còn gì nữa đúng không mấy ông. Rồi, nè, tem cover tôi ăn con rồng đi. Ừ, đúng rồi. Thấy, từ nhá, bình tĩnh nhá, cứ đợi tôi ăn con rồng nó đánh nhau, làm gì ăn cho chắc cú ấy. Tem bạn chắc là đã ăn con tà hần rồi. Đó, thằng Murat ở dưới đây tôi sẽ tranh thủ tôi qua tôi lượm con bồ đỏ của nó chứ còn gì nữa. Đây này, bồ đỏ vẫn còn đây. Rồi, gấu ăn được không? Ui, trời ơi, phát này gấu cướp được tà hần luôn kìa. Hay thật sự chứ. Rồi, ok, bây giờ thì lượm con bồ đỏ thôi. Làm gì đó cướp tao thì chị mà. Ai có mạng. Đây nè. Ui, SP ơi, SP đánh cái phát làm tôi bị hụt mất chiều rồi. Rồi, ok, không sao, nhưng mà bây giờ thì biến về thôi. Đó, bây giờ thì tranh thủ qua ăn combo lô nhá. Tem bạn đi, nó ẩu về ăn được nó. Ừ, hay, gấu ơi. Ừ, rồi, hay rồi, tem ơi, hay quá. Rồi, bây giờ thì tranh thủ lên lượm combo lô nhá mọi người. Đấy, trận đấu này có vẻ tôi thấy hơi căng nhá. Trời ơi, hai đen đánh nhau căng, đét đẹp luôn. Rồi, bây giờ thì farm lẻ nha. Rồi, sau khi đi farm lúc thì tôi để ý đường trên đánh nhau căng đét đẹp đây nè. Còn bây giờ thì lượm cái mạng con AD thôi chứ còn gì đúng không mấy ông. Rồi, ulti này, xin AD nhá. Rồi, chém thường này, bộ này, né chiêu này, lui thôi. Đấy, chuyển qua đây. Ơ kìa. Ui, cái nút di chuyển của mình. Trời ơi, rồi, đây nè, lui nè. Ê, ulti rất hồi nha. Nè, ulti này. Ô thôi xong rồi, bị ao nhây rồi. Trời ơi. Được rồi, tem ơi, lui đi tem ơi. Trời ạ. Trời ơi, thế bị Murat ao nhảy. Trời ơi, non quá đi thôi. Rồi, nó ăn con rồng này. Từ nhá, tem tôi đây nhá. Rồi, xong. Rồi, pha này có vẻ có bắt được này. Ê, đánh nó này. Ui, con Zidu hút rồi. Ê, Lily ơi, từ Lily ơi. Từ nhá. Tôi bắt thằng Murat đó mọi người. Đánh thằng Murat trước. Ôi thôi, để nó cướp rừng rồi. Nó cướp con rồng rồi. Trời ơi, chán thật, chứ không đủ đam được giết thằng Murat mọi người ơi. Mau sao nhá. Nói chung là nó cướp rồng thì đương nhiên nó sẽ đỡ đổi lại mạng rồi. Đó, pha này thì hơi lỗ nhưng mà không sao. Bây giờ thì vấn đề bây giờ thì tôi qua tôi lượm bằng rác này mọi người. Rác nó có chiều. Đấy, né cái chiều này, rồi đánh này. Chạy đâu. Ui, nó có tốc biến à. Thôi, có tốc biến thì tôi chịu rồi. Bây giờ thì tranh thủ lượm. Đi về, hên quá. Có SB mình á. Con này
vui hết mọi người. Nó biến về phát cái vèo luôn, trời ơi. Rồi mọi người thấy gì không? Lực nhá, thằng AD kiểu gì nó sẽ qua nước này. Rồi, ok, lượm mã AD nhá. Ê, mày có tộc biến đâu? Trời ơi, tộc biến đi đâu? Chạy đi đâu? Ơ kìa, mình cứ tưởng đủ đam rồi chứ. Trời ơi, mất cái băng xương rồi. Vãi trưởng thật. Con AD nó hồi cục máu mọi người. Tôi cứ tưởng tôi lướt đủ đam rồi, cái tôi lui về luôn. Ai ngờ AD nó hồi cục máu cái lại phải mất một nhịp, chán thật chứ. Rồi, bây giờ thì làm quái UFB lui đi. Ủa nó, úi trời, sợ đặt cái chiêu hồi máu bên đó thì trời ạ. Rồi, bây giờ thì farm nốt nhá. Đó, nãy FB thả cái chiêu cho mình về nhưng mà mình không về đâu mọi người ơi. Bởi vì mình farm rừng thì nội tại mình có cũng sẽ hồi đủ máu rồi nhá, nên không phải lo. Đấy, có cục máu của mít đó này. Đó, nên cứ bình tĩnh thôi. Rồi, ăn máu cái là đánh nhá, hai cái nội tại cái là đầy máu liền giờ. Rồi, ok. Họ tranh thủ farm một xíu thôi cho nó sắp lên cấp 12 rồi. Đấy, tầm này tôi lên cấp 12 thì bay ra đánh nó còn khỏe xíu. Đấy, tem tôi trận đấu này thì hai tem có vẻ đánh nhau căng lắm mọi người ơi. Đó, mọi người thấy tỷ số tôi hơn thôi nhưng mà thật ra hai tem đánh nhau căng lắm. Ui, đường trên bị bắt kìa. Lên liền. Rồi thằng AD ở sau nhá. Rồi chứ thằng AD trước nha mọi người. Rồi chém này. Bộ này, bây giờ đánh cái trụ nha. Ui, rồi xong rồi. Trời ơi, tôi farm đánh cái trụ quá. Rồi, bây giờ thì bộ này ăn được mạng, ăn được mạng của hay có ăn được mạng top rồi. Sau phải tôi chết rồi mọi người ơi. Ui cha, cái pha đó tôi hơi ham đánh cái trụ mọi người, hơi ham đánh trụ nên là mất nó cấu mất nửa cái máu lận. Trời ạ, à, trời ơi dở ghê á. Rồi thôi nhưng không sao nhá. Rồi, trời ơi. Sau khi một pha combat là hơi mù mắt tí nhưng mà bây giờ thì tôi cũng đã lên cấp 12 rồi nha mấy ông. Rồi thằng Murat kia, từ, bình tĩnh, đợi tí. Đây nè, nó vào chơi không? Này, bổ đi, có máu xíu đi. Rồi, bổ này, đánh thử này, né tí nhá mọi người. Rồi chạy đi đó, mày chạy đâu này, vô này, ôi rồi pha này lui nhẹ nhá. Rồi không đánh được, ui mày tốc biến luôn à, tốc biến là sai nhá bạn. Rồi ôi này lăn đi, rồi tên bạn đã chết rồi nhá. Ê ulti tôi tầm nè, bộ này đánh một này cho hai này, rồi lui nhá, về ăn bộ đỏ thôi. Pha này tôi hết mana rồi nên là tôi hết cái ulti rồi nên là tôi không có lên đánh đâu. Ở kìa thằng AD ăn blue, à đúng rồi, trời ơi nó cướp blue của mình rồi, trời ạ. À. Ê thằng rát này đánh thôi này bộ này. Ui trời ơi, nó còn chiêu cuối mọi người ơi, không bắt được. Trời ạ. Rồi, bây giờ thì tranh thủ lượng con bùa đỏ nhá. Xem tôi sẽ ráng. Ui lính hết rồi, đang tính ép trụ thôi nhưng mà khả năng là đi về ăn con tà thần nhá mọi người. Đi về ăn tà thần thôi. Em mày lúc này phải ăn mục tiêu nhá. Đấy đấy, AD bắt đầu bắn có đam đó mọi người. Có đam nổ cũng to phết rồi đó. Còn bây giờ thì tranh thủ vào ăn con tà thần thôi nào em ơi. Con tà thần nè, con tà thần nè. Đó, tầm này miêu mà không ăn tà thần đi á, tí nữa tem bạn ra nên bạn vả cho không chừa cái nào đấy nhá, nên là ăn tà thần vào. Rồi ok. Đó, tranh thủ lượng con tà thần thôi. Rồi, lượng tà thần này. Thằng zip. Đấy, biết ngay mà. Từ từ nhá, này trừng trị này. Ui, cái trừng trị lỏ kìa. Trời ạ, à, này luôn. Trừng trị lỏ thật chứ, trừng trị thế mà còn thiếu đam để thật. Rồi, bây giờ thì đi ra farm nốt quái nhá. Để bạn ôi mọi người thấy chưa? Tôi nghĩ chạy được không? Rồi, xong rát đá chết rồi. Ui cha. Con mít nó đá đau nhá. Con mít đá đau thật sự chứ. Trời ơi, mà ulti này. Ui vãi trưởng kia, nó đá tao một khúc khúc luôn kìa này luôn. Rồi, bây giờ thì lui nhẹ cái nhá. Rồi, bỏ này, để đâu. Rồi, pha này lui thôi. Không đánh nha, pha này đánh là dở đấy. Giờ thì lui. Rồi, ăn tranh thủ ăn quá hay, chắc tôi biến về nhá mọi người. Pha này phải biến về thôi. Hết mana rồi. Biến về xong rồi tranh thủ lên ăn con blue nhá. Blue mình hồi sinh rồi mọi người ơi. Từ từ nhá, em ơi, đánh nhau từ từ nhá. Đang thiếu người đấy, đừng có đánh nhau vội nha. Đợi tôi đã làm gì làm, cứ từ bình tĩnh anh em, cứ bình tĩnh rồi xử lý thôi. Con gian này thì anh em cứ cuối game rồi thì anh em tranh thủ nấp lùm nha. Đấy thằng Morat này, làm gì mày tính làm gì. Ê có chuyện đó chém chết đấy. Này nó biến về này. Ô nó không giật về kìa. Ê nó không giật về, bắn được không, bắn chết được không? Ừ này thì không giật về này. Rồi pha này tem con tem nó. Mà tem tôi thiếu người mọi người, tem tôi chưa ai lên á. Nè bắt được AD nữa này, bắt được AD. Hồi nha, xin ui rồi. Ui, thằng đát đã dính mọi người, đát chuẩn không biết. Trời bây giờ thì biến về nha. Rồi, giờ di chuyển đến thôi. Trời ơi, có Rui chơi game sướng vãi. Con mát hết máu rồi, biến về cái đầy cây luôn, đỡ phải chờ hồi máu, sướng thật. Rồi, bây giờ thì tranh thủ tem tôi ép thì tôi lượm con tà hận, lượm con bùa đỏ nhé mọi người. Đó, lượm bùa đỏ rồi tranh thủ di chuyển lên đẩy cái trụ đi chứ còn gì. Tầm này mà mấy ông chơi không chịu đẩy trụ nữa thì thôi. Đó, cho tem mình đẩy trụ đi. Còn tôi, nhiệm vụ tôi thì đi rừng thì cứ là kiểm soát mục tiêu thôi nhá. Rồi, bây giờ tranh thủ ăn con rồng nhé mọi người. Đấy, ăn con rồng cho tem combat có tí đam nha. Rồi, có ai vô phụ mình hôm nay? Ôi dồi ôi, Rui thả ulti đó thì ai dám vô trời. Rồi, thấy
thì AD mình bắn cũng đau, thì Burak bay ra ăn con bùa thôi, team mình bắn cho hồi thốt thì khỏi nói rồi, xong chết Rui, chết AD luôn. Trời ơi, team bạn kéo nhanh quá, team mình không kịp lui luôn. Rồi bây giờ thì farm quá thôi, team mình đánh thủ đánh nhá, team chết hai người rồi. Mì vào nó thả ulti ẩu quá nha, thả nó thì ai dám vào, trời ơi. Rồi bây giờ thì nhắn một câu đã, xong rồi tôi sẽ lên tôi ăn có một lui nhá team rồi. Đấy, cố gắng lên, Zuka cứ nấp lầm đi. Nói chung là giờ cái giai đoạn này là giai đoạn là tôi phải đẩy lính cao lên. Đây 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 đây, Zuka ơi, Zuka ơi. Ui pha này tôi không tích lộ tại trước rồi. Pha này không tích lộ tại trước rồi. Đó, nhưng mà không sao vẫn ăn được nhá. Nên nó ở bên hết chiêu này. Chạy đi đâu? Mày chạy 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 đi đâu? Chạy đâu? Rồi bắt được con rát nha mọi người. Ui 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 chà, đấm đau quá. Trời ơi, con rát nó đấm đau thật sự chứ. Rồi bổ này, đánh được rồi. Đánh nè, đánh thương này, đánh thương mày thì chết nha. Chấm dứt nha, ngon. Rồi đổi thằng Murat hàng sau nha mọi người, thằng Murat hàng sau nha. Kém luôn. Ui nó còn lăn à. Từ từ nha, đợi thằng Murat nha. Nè 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 nè, Murat nè, Murat ẩu đi. Bóng kia đằng sau kia. Ui hôm nay bắt bóng à. Ừ hay rồi AD ơi. Rồi, pha này thì đem bạn quét sạch rồi. Thế mình vô ăn có alo, thế mình quét sạch các bạn thôi. Bây giờ thì tranh thủ ăn con tờ thôi. Lẹ. Trời ơi không biết kịp không mọi người. Còn có 10 giây à. Kịp không? Bắn này. Đánh này. Rồi, còn nửa cây máu à, không kịp đâu mọi người ơi. Thôi bỏ đi, không kịp đâu. Rồi. Đấy, đánh thôi. Thôi pha đó lên xíu nữa khả năng kịp đấy mọi người. Ở hai nhưng mà hình như tôi cảm thấy cái pha đó hình như là nếu mà cố đánh như là kịp đấy thì phải, nhưng mà tôi lui rồi, nhưng mà thôi lỡ thì tôi nghĩ là không kịp đâu, thôi là bỏ đi. Rồi, bây giờ thì lần được cái nành rồi, đến lúc này là đam tôi bắt đầu to lắm rồi đó. Thằng nào mà láo ngáo là tôi bay vô tôi combo cái là chết liền à. Tầm này tôi sẽ cố gắng tục mục tiêu của tôi là bắt con Violet nha mọi người, cố gắng bắt Violet nha. Đó, tầm này thì cuối game rồi, mấy ông cứ bắt. Nhiệm vụ của ông là bắt được con xạ thủ là coi như là team ông win rồi đó. Rồi, bây giờ thì về farm con Blue nhá. Blue tôi hết rồi. Nhưng mà cảm giác AD ra muốn xin thôi, cho AD nhá mọi người. Rồi, cho AD ăn Blue đi. Còn bây giờ thì tôi sẽ đứng đây. Nói chung là tầm cuối game rồi, mấy ông cứ nấp lùm cho tôi. Cuối game là chơi phải nấp lùm nha. Đó, nấp lùm rồi còn canh bắt chủ lực nha. Nếu mà đánh bay thẳng ra ngoài đánh trực tiếp là hơi khó nha. Phải có tem kiểu mà combat cơ thì mấy ông đánh trực tiếp còn được. Còn không thì cứ đánh lấp lùm nha. Còn bây giờ thì tôi cứ cố gắng cố bao nhiêu máu thì bạn. Ê thằng bố đã ẩu này. Nè bắt được không, bắt được thằng nào không. Rồi, là thằng phút 14 nào rồi. Bây giờ thì cứ nấp đây nhá mọi người. Kệ, cứ nấp đây cho tôi, đứng im đây cho tôi. Đứng im nha. Thì bạn chưa có mắt thì cứ đứng im thôi, nấp thôi. Đó, đợi thêm bạn ẩu một phát thôi. Đây này, như chẳng hạn như pha này này. Đó, pha này còn gì nữa. Chạy đi đâu. Đó, trời ơi, đẹp liền. Rồi, một pha ẩu. À, thằng AD. Thằng AD. Mày, ui, nó vẫn chạy được. Trời ơi. Ai. Gì này, trời ơi, xui quá. Pha đó mà giết được cả AD là... Ê. Trời ơi, tôi đi lộn rồi. Ui, tự nhiên lướt. Trời ơi, dở quá, tự nhiên đi thẳng vào cái biến vệ, cái chiêu của Rui, cái biến vệ nhà luôn mọi người, đang tính bay vô bắt con Murat mọi người. Rồi, thôi bây giờ thì lỡ rồi thì ăn con tà hần thôi nhá mọi người. Đây nè, đây, bắn nó. Dí được không? Cháo đi, ui, dí luôn đi, tôi đang bắt bóng rồi mà, có sao đâu. Rồi, bây giờ thì chắc là không đánh được thì cứ ăn con tà hần nhá mọi người. Rồi, ăn tà hần thôi. Đó, giờ ăn tà hần thôi, gấu với SP mình thì đang càn ở trên thôi. Rồi, lượm, ừ, hay quá, lượm được con Murat rồi nha. Rồi, được Murat rồi thì tem bạn khỏi vào đây cấu, còn là thằng này chắc chắn là của tem mình rồi. Đó, ăn tà hần thôi, là trận đấu này thì chắc chắn là kết thúc tại đây rồi mọi người. Trời ơi, tem bạn mất tà hần phút này rồi thì tem tôi đang ghép này nữa thì coi như là khả năng tỷ lệ win bây giờ của tem tôi là 90% rồi nhé mọi người. Bây giờ thì cứ đợi tà hần lên thôi. Đó, tôi thì bây giờ tôi sẽ di chuyển về ăn con Blue nhé mọi người. Nói chung là cứ ăn đi, làm gì đánh cho chắc, cho chắc win chứ đúng không? Đâu cần thiết phải vội vàng gì. Đó, ăn con Blue lấy hồi chiều rồi tí nó đánh múa cho nó sướng. Rồi, bây giờ thì tà hần lên rồi. Đó, tranh thủ vào ép trụ thôi. Đây, tầm này thì chắc là tôi sẽ mở combat cho tem nhé mọi người. Nè, vô nè. Ui, không ăn được con FB rồi. Trời ơi, đau quá mọi người ơi. Rồi, ra từ nhá, đợi xíu nhá. Rồi, cây vô hồi máu này. Nè. Rồi, tem tôi có Rui rồi nên là thoải mái đi. Rồi, win rồi nhá mọi người. Ok, trận đấu này kết thúc đây rồi. Cảm ơn mọi người đã coi clip nha. Nếu thấy hay, nhớ đừng quên cho mình xin một like, subscribe, ủng hộ kênh mình nhé. Còn em rất là nhiều nha, bye bye.